em chào tất cả mọi người nhé. Em đang lấy được một chiếc Matip. Đây không phải Matip. Chevrolet Spark. Chevrolet Spark, con này là Spark Van 2011. Vâng, em đang lấy tại Hải Dương và đang đi về. Và đây em quay tối quá, em quay thế thôi. Để em lên xe em quay cho mọi người cùng xem. Nội thất rất là đẹp luôn, nội thất nỉ quá nhé. Thì trước khi đến với những vấn đề xã hội hôm nay, con này mới chạy được 13 vạn quá nhé. Em đang trên đường về chiếc Matip Spark Van này, thì các bác nào mà có nhu cầu mà mua chiếc xe này thì điện cho em số điện thoại là 0943622621. Chiếc xe này thì chủ xe đã xử lý môi trường tại khu vực xảy ra cháy, người lao động của công ty cần được khám sức khỏe để phát hiện sớm các yếu tố bác sĩ xe từ ban đầu. Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết trong những ngày qua có khoảng 100 người đến trung tâm chống độc của bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, với biểu hiện chung là đau đầu, chóng mặt, tức ngực. Các bác mà có nhu cầu lấy được chiếc xe này thì chỉ điện cho em. Chiếc xe này khá là đẹp các bác ạ. Kết quả mức thủy ngân trong máu các bệnh nhân đều trong ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam. Về các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em. Em cam kết với chiếc xe này, với các bác là chiếc xe này nó không mất một phân kim chỉ nào, không mất một phân kim chỉ nào cả. Mất phân cơ chỉ nào, không đâm đụng, không vâng va, máy zin mới chạy được có 13 bản chuẩn các bác nhá. Em đang lấy vừa nhà các bác xong. Mọi người có thích thì mai em sẽ quay chi tiết chiếc Matip Van này cho mọi người cùng xem. Về vận năng tất cả thứ màn hình đã lên màn hình rồi các bác, và lên cả ghế sau rồi. Thì nó hơi tối, trời đang rất là tối, em bật điện đi cho mọi người, và hình như ở đây cũng mất điện phải. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì điện theo cho em số điện thoại mà em vẫn ghi trên đấy, qua kênh thì bác ấy cũng gọi em tới và mua được chiếc xe này. Thì các bác có nhu cầu thì hãy điện cho em nhé. Xe này đi rất là sướng luôn, cầm vệ rất là chắc. Đấy, em một mình em đi nên không thể nào mà một tay vô năng cái số được, mà em bỏ vô năng ra thì bỏ đi được thôi, nhưng mà đường phố đông đúc nên là không thể nào là đi nhanh được. Em đi trên thành phố Hải Dương mà. Em đang đi về nhé. Thì với các bác nào mà mua được chiếc xe này thì khá là thuận tiện đi lại chơi trên đường phố, rồi là ngõ ngách nhỏ hẹp thì rất là thuận tiện. Đấy. Mà các bác mà chuyên mà đi hàng hàng như thịt thựa chợ búa thứ là dùng con này để mà chở hàng thì rất là ok, rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là bán thuốc tây hay là cái gì đó, hoặc là hàng khô mà mình cần chiếc xe tải van như này thì rất là tiện, và đi đón con cái và thứ thì rất là ok luôn. Nói chung là với mức tiền bỏ ra có hơn 100 triệu tí thôi, ra em bán con này là 115 triệu các bác ạ. 15 triệu là các bác đã có chiếc xe này để dùng rồi. Thực ra nó không phải là đắt, chiếc xe này mà của nó cũng là đời 2011, có nghĩa là chiếc em có một chiếc và em đã bán rồi. Và chiếc có một chiếc em mới bán rồi thì có rất nhiều các bác vẫn hỏi, và em như các bác này em lại lấy được một chiếc nữa về. Các bác nào mà lần trước mà có hỏi thì các bác cũng nên để lại cho em, thì em lại để lại cho thôi. Và em đang đi nên là khó để quay được bên ngoài thôi, sáng mai em sẽ quay lại cho các bác cùng xem chiếc Matip Van này đời 2011 này các bác nhé. Và xin chào toàn thể quý vị ạ.